Cô gái Huế xinh đẹp quyết cưới chàng trai đã mất hai tay và chỉ còn một chân. Tiên rất là thương em. Làm gì cũng suy nghĩ cho vợ. Em với Tiên đến với nhau vì tình yêu chứ không phải là vì chất. Mình cũng khuyên vợ là dừng lại. Mà vợ cũng chịu. Xưa giờ em chưa gặp chàng trai nào mà thương em nhiều như Tiên đúng không? Dạ. Nhiều khi thấy họ chở vợ chở con đưa đi chơi thì em nhìn em cũng khóc. Em cũng tủi thân. Xin chào các bạn, đây là Bằng Lăng Tím của mùa hạ. Còn đây là dòng sông Hương thơ mộng của Huế. Còn đây là một cô con gái Huế rất là đẹp. Em tên là Ngân. Sở dĩ mà Phú đến Huế tìm gặp Ngân bởi vì Ngân vừa có một cái chọn lựa, vừa có một cái tình yêu mà người dân địa phương gọi là tình yêu cổ tích. Khác với nhiều cô gái khác thì Ngân chọn cho mình một người chồng với hình thể đặc biệt, tay và chân thì không hoàn toàn lành lặn. Câu chuyện tình yêu của Ngân như thế nào mà Phú phải bôn ba hơn 1.000 cây số từ Bình Dương ra đây, Phú mời các bạn chúng ta cùng theo dõi. Chào Ngân ha. Dạ, chào anh. Em có thể giới thiệu tên rồi tuổi đầy đủ với khán giả của lại Bình Dương không? Dạ, em tên là Kim Ngân. Kim Ngân à? Dạ, em năm nay là 22 tuổi. Rồi, còn ông xã của em tên gì? Dạ, ông xã của em tên là Thiên Tiên. À. Năm nay là 24 tuổi. À. Dạ. Các bạn, vợ thì tên Ngân, mà chồng thì tên Tiền. Hai người mà hợp vô là chắc là làm ăn khấm khá lắm đó. Dạ. Thôi, chúng ta cùng nghe câu chuyện Ngân và Tiền nha các bạn. Tiền đang đứng cạnh Phú. Tiền khác với nhiều người đàn ông bình thường ở chỗ là hiện nay là hai cánh tay Tiền cùng với cái chân phải là không còn nữa. Ấy vậy mà Ngân vẫn yêu thương và chọn Tiền làm chồng. Bây giờ Phú mời các bạn chúng ta cùng nghe câu chuyện tình đặc biệt của xứ Huế mộng mơ này nha các bạn. Hai em là quen nhau bao lâu rồi? Dạ, 6 năm. 6 năm. Em có thể là kể cho khán giả độc lạ Bình Dương cái lần đầu mà hai đứa gặp gỡ cũng như là ai là người ngỏ lời yêu trước không? Kể đi. Gặp gỡ thì trong một chuyến đi chơi ở Đà Nẵng tình cờ thì mình đi chơi với bạn. Và vợ thì cũng đi chơi với bạn vợ luôn. Là tình cờ đi bờ gặp. Sau thì khi về Huế được vài bữa thì mình ngỏ lời yêu. Mới gặp vài bữa là ngỏ lời yêu liền. Vài bữa chứ cũng lâu đó chứ. Vài bữa chứ cũng được mấy tháng á. Cũng có đi ăn sáng rồi nhắn tin. Cái điều đặc biệt á, cái thời điểm mà hai bạn gặp nhau 6 năm trước á, lúc đó là bạn Tiền này tay chân còn lành lặn nha các bạn. Đó. Thì hai bạn yêu nhau bao lâu thì tai nạn xảy ra với em? Yêu nhau được 2 năm. 2 năm bởi tai nạn. Bây giờ nhắc lại cái câu chuyện buồn đó thì em còn nhớ rõ không? Cũng nhớ ít thôi chứ cũng nhớ rõ được. Bởi vì khi đó mình bị là mình bất tỉnh. Khi mình tỉnh lại thì mình nằm trên giường bệnh nữa. Anh nghe nói là gia đình mình là nuôi trâu. Hôm đó là em đi chăn trâu và bị luồng điện trung thế là nó phóng xuống. Cụ thể là hôm đó là như thế nào mà tại sao điện trung thế nó phóng trúng em? Hôm đó mình đi giữ trâu và mình cũng có đám chim đi bậy. Là mình có cầm một cái sao bằng kim loại. Khi mình đã móc chim xong rồi là mình vạc cái sao để mình tới mình mở trâu cho trâu ăn á. Là máy là bị điện giật. Tức là cái dây điện trung thế đó các bạn, nó có một mối hở. Mà xui là hôm đó là bạn Tiền nhà mình là cầm một cái cây sào nhôm, sào sắt đi ngang qua đó và cái cây sào nó chạm vô ngay cái vị trí là có mối hở điện á, là điện trung thế nó phóng xuống xuyên qua cây sào và nó tròn lên cái người của Tiền. Và thời điểm đó em bất tỉnh ngay tại chỗ đúng không? Và khi tỉnh dậy thì em thấy là những cái khớp tay và chân mình đã bị tháo đi. Khi đó thì mình tỉnh dậy thì vẫn còn những người mà nó bị ăn giang đó. Nó bị giống như mình nướng thịt nướng rồi đấy. Bị chạy đi ăn hết. Khi đó là nói chung là tay chân là bị co rụm hết.
khi đó là bác sĩ vào là bảo cắt ấy. Là khi cắt đó là cũng phải là phải một tháng sau mình mới tỉnh lại. Cái lúc đó là hai bạn đã yêu nhau rồi thì chứng kiến hình ảnh của người yêu mình, bạn trai mình ở bệnh viện thì chắc là lúc đó em sốc lắm ha? Dạ. Anh có thể kể cho anh cái lúc đó em đang làm gì và em đón nhận cái tin đó như thế nào? Dạ, lúc đó thì em mới đi làm về, cùng nằm nghỉ ở nhà, rồi cùng nghe tin nhắn từ bạn của Tiên gửi qua nói Tiên bị điện giật. À. Dạ. Một cái nữa là em đứng ngồi nghỉ là cứ kêu mẹ về nhờ mẹ chở qua bệnh viện. Ừ. Rồi qua đó thì dạ, qua đó thì em cùng muốn vô, em cứ sống vô nơi chỗ cấp cũ á. Dạ, không biết vì rằng là em cứ sống vô cấp cũ mà họ đuổi ra. À. Họ không cho vô. À. Dạ, xong em khóc. À. Cái khoảnh khắc lần đầu tiên mà thấy Tiền mắc tay chân là mấy ngày sau đó đúng không? Dạ, cỡ tháng. Một tháng? Tại vì Tiền cắt tay cắt chân xong là nằm phòng hồi sức là mình không gặp được. À. Dạ. Một tháng sau đó, rồi em thăm Tiền. Em được thăm Tiền. Cỡ 3 tháng, 4 tháng. 4 tháng sau em mới được thăm? Dạ. Wow. Xuống khoa bỏng mới vô thăm được, vô chăm sóc được. Dạ. Lần đầu tiên mà người nhà nói là em có thể gặp lại bạn gái của mình đó, là lúc đó là chắc là em cũng phân vân là có nên gặp hay không hả? Dạ, cũng suy nghĩ và cũng biết có thiệt hay không, hay là chỉ đến để an ủi mình hay như là răng đỏ. Tức là sau cái tai nạn thì em nằm viện 4-5 tháng và đón nhận cái tin là bạn gái sẽ thăm mình đó, là lúc đó là em nghĩa là em đang phân vân là không biết là cô đó là còn yêu mình hay không ha, hay là tới chỉ là an ủi giống như một người bạn rồi lại ra đi, phải không ạ? Không, an ủi thì không phải là an ủi mà mình biết là vợ vẫn còn thương, nhưng mình nghĩ là mình bị như vậy mà vẫn còn thì nó có quý giá ấy. Kiểu cũng là cái động lực để mình tiếp tục mà vươn lên trong cái hoàn cảnh đó. À, thực ra bây giờ nếu mà mình nhắc lại cái câu chuyện đó thì nó không có đầy đủ cái cảm xúc của cái thời điểm đó, chắc là em sốc lắm đúng không? Em nói để cho khán giả hình dung được cái lúc đó như thế nào. Dạ, thì lúc đó thì em cũng rúng tay chân bùng rụng, cũng mình sợ là chồng em bị chí, mà thực ra là chồng em bị thiệt. À. Kiểu nhà như em cũng mong là chồng em là tay chân vẫn còn lành lặn. Mà cuối cùng mấy tháng sau là bác sĩ về cắt. Dạ, là khi lúc đó ngồi với bà Tiên là ngồi hai cho con ngồi khóc vậy. Bác sĩ nói cắt hai cho con ngồi khóc vậy. Cũng biết làm gì. Bây giờ anh hỏi một cái câu mà đa phần khán giả theo dõi câu chuyện này rất là thắc mắc, đó là Tiền thì gia cảnh nghèo khó mà thân thể lại bị như vậy thì tại sao em lại vẫn quyết định là cưới Tiền? Dạ, vì thương Tiền quá, vậy bỏ cũng được. Kiểu tình cảm dành cho Tiền nhiều hơn. Vậy lúc trước là mình không có tình cảm, giả như mình không được người khác yêu thương như Tiên đã từng thương em. Tức là xưa giờ em chưa gặp chàng trai nào mà thương em nhiều như Tiên đúng không? Dạ. Nói thì vậy nhưng mà anh nghĩ là cái quyết định đó thì nó rất là khó khăn. Nó có vấp phải cái rào cản từ phía gia đình không? Ba mẹ em thì sao? Dạ, ba mẹ thì cũng lúc đầu thì cũng ngăn cản. Mà sau này hai đứa cùng thương nhau quá mà vượt quá. Ngăn cản? Dạ. Cụ thể là giống như mẹ em là có ngăn cản kịch liệt không? Nói mẹ thì mẹ vẫn thương Tiền, nhưng sau này là sợ con khổ đâu. Sợ con khổ, nói cùng nói là tối giờ chưa nhắm mắt nhắm mũi mà bỏ đi. Mẹ em bỏ đi. Sau cái tai nạn đó bao lâu thì hai đứa cưới nhau? Dạ, cỡ gần năm.
gần năm là hai đứa cưới, tiền về viện là tầm gần năm là hai đứa cưới nhau. Phú xin giới thiệu, đây là bố của Tiên đó. À, chú ơi, con muốn nhờ chú chia sẻ xung quanh cái vấn đề về hoàn cảnh gia đình đó. Bởi vì là rất là nhiều người họ không hiểu đúng cái bản chất câu chuyện và họ nghĩ rằng Ngân đến với Tiền là vì Tiền. Thì chú có thể giải thích cho mọi người cùng hiểu được không ạ? Thì cũng có thể là người ta suy nghĩ á. Tiền đến với Ngân đến với Tiền thì dựa trên cái vật chất để đi đến hôn nhân. Nhưng thực tế thì sau khi Tiền mà xuất viện là chỉ còn được có một ít tiền thôi để cho đủ để cho nó uống thuốc tiếp những ngày tháng sau đó. Sau khi nó gần 5 tháng nằm viện thì tất cả mọi cái cũng nói chung gia đình thì cũng chẳng có gì cả. Nhưng mà cũng nhờ cộng đồng giúp đỡ và cũng đưa tiền được về nhà trong gần 5 tháng. Và sau đó thì còn một cái khâu cuối cùng là cái vỏ sò ở trên đâu là nó không, nếu mà đi thái thì nó tốn thêm nhiều tiền nữa, với là cái sạc sức nó cũng không ổn nữa, cho nên là mà cũng không dám đi đến cái chuyện đó nữa. Mà cái nguyên nhân chính là do cái đồng tiền thôi, cái kinh phí không có. Thì thôi bây giờ cũng trở về tất cả mọi cái cũng là thấy là hạnh phúc lắm rồi. Là tiền con được về nhà và con được truyền cho của gia đình, đó là cái niềm vui nhất của gia đình. Và cái mà không ngờ đến đó là cái một người bạn của Tiền đã chấp nhận đến với Tiền trong một cái sự chân tình yêu thương, và cũng không chưa có sự ràng buộc gì cả, nhưng mà Ngân cũng đã xác định là cho dù có khổ có như thế nào thì Ngân cũng chấp nhận Tiền là một người chồng. Tuy là nó rất là khó khăn rồi về sau này, nhưng mà Ngân cũng tin tưởng rằng vì trong cái vấn đề yêu thương và để cùng chia sẻ với nhau thì có thể vượt qua được. Tuy là cuộc sống nó rất là thanh đạm, vì hiện bây giờ thì ba mẹ vẫn còn, nhưng mà một thời gian sau thì ba mẹ mất đi và Ngân cũng được một đứa con rồi. Như chú giải thích đó các bạn, thì gia đình cũng rất là khó khăn chứ không phải là gia đình khá giả gì hết. Bản thân của chú và gia đình đó là mình mấy gia đình nhỏ mình là sống trong căn nhà như thế này không chú? Đó, rồi chú nãy cũng có chia sẻ là cái kinh phí mà lo phẫu thuật cho Tiền á là cũng phải là nhờ cái sự thương yêu của cộng đồng. Nên là mọi cái lời đồn đố nghi ngờ về cái chuyện kinh tế tài chính của Tiền là một nhà khá giả là hoàn toàn không chính xác phải không đúng chú? Nhà này là mình xây lâu chưa chú? Mình xây khi năm 2000. Khi đó cũng bán được mấy trâu liều làm luôn, sau nợ mấy năm làm hết. Vậy là gia đình mình có nuôi trâu hả? Thì còn nuôi mấy con trâu, do vì cái công việc nuôi trâu mà Tiền lại bị như thế này đây. Tiền bây giờ thì vẫn còn duy trì nhưng mà không bán được. Có mấy năm nay rồi thì được mấy con nhưng mà muốn bán cũng được. Thì cái họ cũng chưa thu nữa thì cũng chịu chết thôi. Đám cưới á, anh nghĩ là kiểu bạn bè đi theo cái hình thức mà người ta họ tò mò cũng nhiều đúng không? Dạ thì cũng quen tiếng cùng lâu rồi và bạn bè cùng hỏi nhiều cũng cảm thấy bình thường. Có mấy người mà chưa thân thiết lắm là giống như bên họ hàng, bên nhà em hoặc là bên nhà Tiên thì cũng có nhiều thắc mắc. Anh nghĩ là người ta sẽ giống như là vu oan cho em á. Nghĩ là em cưới Tiền là vì Tiền hoặc là vì một cái mục đích khác. Có khi nào người ta nói thẳng với em như vậy không? Dạ cô. Hả? Họ khi nói thẳng, họ nói với người khác đấy. Họ nói sao? Thì họ nói thì em, gia đình em vì Tiền mới rửa mới gả em cho chồng em. Nhưng họ có biết là em
em và Tiên đến với nhau vì tình yêu chứ không phải là vì chức. Ừ. Bản thân kinh tế của gia đình của Tiên thì em thấy như thế nào? Dạ đủ sống. À. Dạ. Không dư dả nhưng đủ sống. À, anh nó nghe của ba Tiền chia sẻ là ngay cả cái viện phí mà để cho Tiền vượt qua cái ca phẫu thuật đó, à, gia đình cũng phải là chạy vạy khắp nơi rồi là nhờ sự hỗ trợ từ cộng đồng nữa, chứ không phải là khá giả gì. Nếu mà khá giả thì Tiền đâu có chăn trâu và bị nạn đúng không? Quay lại cái thời điểm mà lúc mà mình nằm trên bệnh viện á và bạn gái đến thăm mình á, thì em có khuyên bạn gái là kiểu là gọi là mình nói theo cái hướng để mở lời cho bạn gái hoặc là mở lòng cho bạn gái có thể là từ bỏ mình đó. Em có như vậy không? Khi đó thì phải bỏ chứ. Khi mà mình ở viện về thì mình cũng có khuyên vợ là cũng kiếm để cho vợ mình muốn ở một bên này á, mình cũng muốn vợ khổ, mình cũng khuyên vợ là dừng lại mà vợ không chịu. À, các bạn thân mến, sau khi cưới nhau thì Ngân và Tiền đã thuê một cái mặt bằng để mở quán cà phê. Bây giờ Phú mời các bạn chúng ta cùng thăm cái quán cà phê nhỏ của hai vợ chồng ha. Trước tiên là anh chúc mừng hai vợ chồng có cái mặt bằng buôn bán cà phê để kiếm sống ha. Anh ấy thì cũng gặp rất là nhiều câu chuyện tình cổ tích rồi, có bạn Khánh và cưới bạn Thương. À, Thương thì cũng rất đẹp mà Khánh là bị mất hai chân. So sánh cái việc mà mất chân với mất tay ấy, thì em thấy là bộ phận nào thì tốt hơn, giữ lại thì tốt hơn cho mình? Dạ, nếu mà giữ được thì mình giữ được cái tay nó sẽ tốt hơn. Dạ. Như vậy thì em là khó khăn hơn Khánh nhiều. Sao em nghĩ là giữ cái tay thì nó tốt hơn cái chân? Dạ, giữ cái tay thì mình có thể từ ăn, từ uống rồi có thể vệ sinh cá nhân được. Chứ mà không có tay thì tất cả các việc thì phải phụ thuộc vào người thân, vợ, người thân. Bây giờ ví dụ như mình kể lại một ngày của mình á, thì những cái việc gì mà trong ngày thói quen bình thường mà em phải nhờ vợ phụ thì em buổi sáng dậy như thế nào? Buổi sáng dậy thì mình cũng phải là nhờ vợ rửa mặt, răng, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi đục cho mình ăn sáng. Rồi khi khát nước thì mình cũng nhờ vợ bưng. Buổi trưa thì cũng vợ đục. Buổi tối cũng vậy. Như vậy là nói chung là phụ thuộc hoàn toàn là chăm mình như chăm em bé vậy thôi. Dạ. Có nhiều lúc nào mà trong cái cơn mà kiểu như là mà gọi là mình quẩn bách quá, mình bảo lời vợ thôi, không cần thương mình nữa không? Thì chưa. Chưa. Mà có khi nào vợ nổi nóng với mình không? Chứ trẻ em, chăm trẻ em là khó lắm. Không có. Còn đối với em á, bây giờ nhìn lại cái câu chuyện tình của hai vợ chồng á, thì người ta nhìn vào á, là người ta chỉ thấy sự thua thiệt của em thôi. Dạ. Còn em là người trong cuộc á, thì mình nhìn lại mình thấy mình có được cái gì không? Mình phải là có một cái niềm vui gì đó thì mình mới có một quyết định chọn lựa như vậy đúng không em? Dạ. Thì gia đình em thì không hòa đồng như gia đình của Tiên. Dạ, gia đình Tiên là hòa đồng với vui vẻ. Dạ. Vậy lại là Tiên rất là thương em. Làm chi cũng suy nghĩ cho vợ. Dù em làm việc mệt, việc nặng. Tại em mệt là nhầm như khạc được quá. Khạc được quá là tự đi uống luôn. Chứ nói vợ mệt đâu nữa, cũng giảm nhờ vợ. Làm sao mà tự đi uống được? Dạ có được em pha sẵn đó, xong co tới mà uống thôi. Vậy. Dạ. Đó, bây giờ em thử làm cho anh xem thử là như thế nào, anh không hình dung được. Như Ngân chia sẻ là nhiều lúc thấy vợ cực khổ quá nên là Tiền tự mình
uống nước luôn. Đấy, bây giờ là Phú nhờ Tiền diễn lại cái phân cảnh như vậy thì uống là uống như thế nào ha, thì các bạn xem đây. Đó các bạn, Tiền có thể là tự di chuyển bằng xe lăn, nước là tự uống luôn. Đó, hay mà. Ồ, giỏi. Có cái những cái hoạt động nào mà trước đây mà khi mà vừa phẫu thuật xong em làm không được mà giờ em làm được không, ngoài chuyện uống nước ra đó? Thì ăn cơm. À, ăn cơm giờ cũng tự ăn được luôn. Ăn cơm. Lúc trước ở trên nhà là cái bàn cao. À. Dạ. Là Tiên là ý tưởng của Tiên là chế một cái muỗng là ảnh của Tiên làm. À. Chị để em đi lấy cái muỗng. À. Để cho vợ bất cực á. Thì Tiền sáng chế ra một cái muỗng như thế này. Dùng sao nhỉ? Không, phải lấy ra bọn em tay ra có thêm một cái bắn. Có cái bắn. À. Bắn cột lại. Là... Rồi, anh hình dung rồi. Nhưng mà mỗi lần mà cột như vậy thì nó cũng bất tiện ha. Nên là em đúc là chủ yếu hả? Dạ. Ví dụ như vợ, với chồng với con á, thì thường là đúc cho ông nào trước? Dạ, đúc cả hai. Hả? Dạ, đúc cả hai. Đúc cả hai à? Là dạ. Cùng lúc luôn á? Dạ, cùng một lúc. Mỗi ngày á các bạn, là... Ăn đi, là... Ngăn phải vừa đút cho con mà vừa đút cho chồng. Đây là kem do Ngăn làm. Đó. Anh há miệng ra cho anh. Nói chuyện vui đi. Ngon không? Hả? Ngon quá. Người bị đóng rồi. Ừ. Ngon lắm. Đấy. Ôi, trong hai bé này thì bé nào ăn giỏi hơn? Thường bé nào ăn nhanh hơn? Mẹ Tiên. Bé Tiên ăn nhanh hơn hả? Dạ. Hồi trước học gì? À, trường nông lâm, ngành phát triển nông thôn. À, là lúc trước em học đại học năm lắm hả? Dạ. À. Nhưng mà ra là mình chưa xin được việc làm thì mình gặp nạn hả? Dạ không, lúc em bị là đang là sinh viên năm 2. À. Dạ. Lúc đó em còn đi học mà được đó lục với mưa năm 2020 á. Và được nghỉ dài á. Và ở nhà mình phụ mẹ chăn trâu luôn á, bởi bí. À. Dạ. À, như vậy thì bây giờ mình bỏ dở gian việc học luôn. Dạ. Trong cái câu chuyện của Tiền và Ngăn á, thì tụi con rất là thích ở cái ở một cái điểm là nó giống như kiểu như những cái chuyện tình cổ tích á. Thì nhiều người ta họ vẫn không hiểu được á, là tại sao Ngăn lại chọn Tiền trong khi mà Tiền lâm vào một cái hoàn cảnh như vậy. Thì ở góc độ một người cha, gọi là cha chồng thì chú có cái lý giải riêng gì của chú trong cái câu chuyện này không? Tức là vì sao con dâu mình chọn con của mình đó, thì chú thấy nguyên nhân là do sao? Nếu mà nghĩ đơn thuần thì đây là một, có thể nói là một sức mạnh của tình yêu. Và nó sẽ bất chấp tất cả. Nếu mà nói ở phía có một cái câu nói là yêu là chết. Chết đi để cho người khác. Đó là cái vấn đề đó, là bây giờ tuy là Ngân quen Tiền là trên cái danh nghĩa là bạn bè thôi, mà Ngân đã xác định đi đến với Tiền vì xác định đó là đã yêu Tiền. Và vì yêu cho nên là tất cả mọi cái, dù là trước mắt là viễn cảnh tương lai của đi đến với Tiền rất là khó khăn, nhưng mà Ngân đã chấp nhận. Nếu mà theo suy nghĩ của chú thì đấy là một cái mình cũng rất là đáng phục. Và mình là kính nể luôn. Tại vì biết khi mà trong cái khoảng thời gian mà Tiền nằm á, có biết bao nhiêu cảnh gia đình có con cái rồi, chồng bị là vợ đã ly tán, vợ cũng bỏ đi không lui tới hết. Mà sau khi mà Tiền bị thì bản thân tôi cũng là rất là băn khoăn. Tại vì giữa Ngân với Tiền là không có sự ràng buộc, có nghĩa là trên danh nghĩa bạn bè thì Ngân vẫn lui tới. Tôi có nói với Ngân là thôi bây giờ chưa, là cái tình cảnh như thế này thì
con là có đường đi của con và tiền ở đường đi của tiền là vì con không bị ràng buộc gì bởi tiền cả, vì trên pháp lý cũng là chưa có gì để gọi là bắt buộc là ngân phải theo. Thì Ngân có nói hay không, trước con thương tiền rằng thì bây giờ con cũng rửa thôi, con chấp nhận tất cả vì vì thương tiền. Cái thực tế sau khi mà tiền gặp nạn rồi Ngân vẫn đến với tiền rồi đám cưới diễn ra, thì ngày nay là hai bạn đã có một đứa con rất là kháu khỉnh. Nhìn nhận lại cái câu chuyện của hai đứa con á, thì chú thấy thì trong hàng ngày á, thì cái sự chăm sóc, sự yêu thương của Ngân dành cho tiền thì như thế nào, nó có phải là đúng như cái tình một tình yêu đẹp không? Trong quá khứ và hiện tại đến ngang đây thì cái tình thương và những sự chăm sóc của Ngân với như là một người vợ, một người mẹ rất là tuyệt vời, vẫn luôn luôn vui tươi, tuy là rất có nhiều cái lúc khó khăn thì trong cuộc sống thì cũng có thể là nói thẳng ra là nói khó khăn về vật chất, nhưng mà cũng vui vẻ và để vượt qua được cái đó, thì đó là một cái là bản thân tôi cũng cảm nhận cái một gia đình thật là hạnh phúc, và cầu mong cái hạnh phúc này nó cũng vẫn kéo dài và nó vẫn cứ tồn tại và nó phát triển nữa. Cảm ơn chú. Bây giờ nhìn lại cái chuyện tình của mình á, theo em á, em là người hạnh phúc không? Dạ, hạnh phúc thì có, mà nhiều khi mình thấy tủi thân. Dạ. Nhất là lúc nào? Dạ, được mới cưới á, thì bao đồ nữa là em từ một mình từ đi khám, đi một cùng một mình thôi. Dạ. Nhiều khi thấy chở vợ chở con đưa đi chơi thì em nhìn em cũng khóc, em cũng tủi thân. Thì em chở chồng đi chơi. Đi gần thôi, đi xa đi được anh ạ. À vậy hả? Dạ. Yên tâm đi, sau này kinh tế khá lên mình mua ô tô rồi em lấy xe chở cả gia đình đi chơi. Dễ mà. Vậy chứ đủ đủ ăn đủ sống thôi chứ cũng cảm thấy cũng được như vậy. Thì mình cứ hy vọng đi. Bây giờ là hai vợ chồng có kế hoạch gì không? Dạ. Chứ ở đấy thì ở quán thì bạn muốn thì nghệ quá. Tụi em thì cũng nói lên nha để mà em đi đi làm công nhân lại. Dạ. Tức chứ là mình cũng, mình cũng mở một ở đây bạn ấy. Ở đây quán mình bán không được khách ha. Dạ. Nên là em muốn đi làm công nhân lại. Dạ. Còn tiền thì lên nhà sống với gia đình đó hả? Dạ. Rồi nếu được thì em cũng muốn kinh doanh một cái mặt hàng gì đó, mới thấy chưa kiếm được cái mặt hàng tốt để mà kinh doanh. Dạ. Em cũng đang làm công tác viên cho nước hoa bút chám. Dạ. Cũng Facebook cũng tương tác cũng ít nên cũng ít người mua. Tức là em hiện nay là cũng có thể bán nước hoa đúng không? Dạ. Mà chưa tìm được nhiều khách ha. Dạ. Thì bây giờ trên kênh Độc Lập Bình Dương thì anh giới thiệu cái số điện thoại em ha. Có thể là người ta mà họ mua thì người ta sẽ đặt hàng qua em để kinh tế gia đình ổn định hơn ha. Dạ, dạ. Thì cho số em hay là số của tiền đi. Dạ số em đi. Rồi đặt số đi. Dạ 0867 011 047. Kính thưa các bạn, Phú đã từng đi quay một số câu chuyện tình cổ tích. Trong những cái câu chuyện ấy thì người chồng thường là mắt hay chân hoặc là mắt hay tay còn hay chân. Riêng bạn Tiền đây thì lâm vào một cái hoàn cảnh nó ngặt nghèo hơn, mắt hai tay chỉ còn có một chân mà thôi. Nên là cái lựa chọn của Ngân mà đến với Tiền là một cái lựa chọn nó đầy khó khăn, và cái chuyện này nó cũng là minh chứng cho một cái tình yêu thực sự, một tình yêu cổ tích. Đây, trân trọng điều đó, anh tặng hai vợ chồng một cái kỷ niệm chương của chương trình Độc Lập Bình Dương nha. Dạ, em cảm ơn. Kèm một xíu quà cho cô uống sữa ha. Dạ. Anh chúc em với Tiền là mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Sắp tới thì anh hy vọng là với việc em đọc cái số điện thoại này á, thì cộng đồng theo dõi Độc Lạ Bình Dương sẽ quan tâm hỗ trợ, có thể là mua thêm hàng để ủng hộ cho Ngân. Hiện nay là cái đầu em ở trong là không có sọ hả? Dạ. Chỉ có một lớp giả bên ngoài đó. Ôi trời ơi.
là qua lớp da đó là cái mang não không có hộp sọ nữa. Nhưng mà phải cũng còn ít nhất là 1/2 hộp sọ chứ, người gì mà không có sọ? Là cái khu vực đấy này. À, cái khu vực này là mất sọ. Dạ. Yeah. Tại sao lúc đó là mình không hàn gắn sọ lại nhỉ? Bởi vì khi mà phát hiện thì thời gian đã hơn 3 tháng rưỡi rồi. Và khi đó là mới phát hiện là trên đầu bị nữa. À, yeah. Lúc đó là một nửa sọ là nó giống như là nó đã mất chức năng rồi, không có thể hàn gắn lại được. Khi đó là cái sọ đó là chết rồi chứ, đó là bị hoại tử. Nên nó bị kiểu ứng cử được nữa. Với cái việc mà không có một nửa hộp sọ trên đầu thì nghĩa là nó không giống như mình không có cái khung bảo vệ vậy em ha. À, nên là mình đi lại hoặc là mình sinh hoạt thì phải cẩn thận hơn nhiều. À, hoạt động mạnh cũng được. Thì cái câu chuyện của Tiền đưa lên thì Phú cũng mong muốn là các y bác sĩ nhà chuyên môn ha, thì có cái cách nào đó để mình xử lý cái ca này không? Chứ trường hợp mà một người mà mất nửa sọ như thế này thì nó khó khăn quá. Có khi nào em nhớ quên không á? Dạ không. Trí nhớ thì vẫn bình thường. À, trí nhớ thì vẫn bình thường. Nhưng mà từ khi bị thì nói chung là những chuyện trước thì vẫn nhớ bình thường á. Nhưng mà sau khi bị về thì cũng có mau quên lắm. À, mau quên lắm hả? Đó mà chuyện mà trước khi bị là vẫn nhớ. Yeah. Mà sau khi bị khi từ khi bệnh viện về những chuyện gần đây là cũng hay nhớ hay quên. À, tức là những chuyện cũ thì vẫn nhớ nhưng mà những cái chuyện gần đây thì lúc lúc thì nhớ, lúc lúc thì quên. Có khi nào em quên người này tên gì không? Không, gì đó. Quên là vì đã đi liên rồi. Bây giờ anh đặt giả dụ nha, đây là giả dụ thôi. À, bây giờ ông xã của em mất một nửa cái hộp sọ như vậy đó thì ví dụ anh, ví dụ như là giờ ảnh không còn nhận ra em nữa, những ngày sắp tới ảnh không biết em là ai, không biết em là Tiền của ngày xưa luôn. À, quay lộn, không biết em là người yêu của ngày xưa luôn thì em còn ở bên ảnh không? Thì em vẫn cố gắng làm cho anh nhớ lại cho bằng được. À, cố gắng làm nhớ lại cho bằng được cho người ta không nhớ em luôn rồi sao? Em cứ nhắc hoa nhắc mài rồi cho Tiền nhớ. Ký ức quên thì mình lập lại ký ức mới. À, hay quá.